để bán hàng liền, đó, sấn sổ liền. Chúng ta sẽ hãy mua hàng của ai đó để chúng ta biết cái cách là chúng ta uh, giao tiếp trong cái group của mình. Có những người nào bán, có ai bán hàng giống mình hay không? Nếu như có người bán giống mình, thì cái món hàng của mình tốt hơn họ là gì? Đó. Và cái nguyên tắc là như thế này: bán mình trước khi bán hàng. Có nghĩa là bán cái sự tận tâm, cái vui vẻ của mình cho khách hàng trước khi Họ mua cái món hàng của mình. Giống như họ bước vào cửa hàng của mình á. Thì thấy ngay là bà chủ đon đà, tươi cười, dễ chịu. Ra dắt xe dùm khách. Đó là người ta đã thấy dễ chịu rồi. Như vậy cái đầu tiên á là bán mình trước khi bán hàng. Và nếu như cửa hàng của các bạn. Ví dụ như các bạn có cái cửa hàng quần áo nhỏ nhỏ đi. Hay là cái sạp mà chúng ta thuê người bán. Thì cái nhân viên của mình hay cái người bảo vệ giữ xe á. Chính là cái người đầu tiên gặp khách hàng khách có vui hay không, khách có dễ chịu hay không là gặp từ cái người đó. Vì vậy á nên là chúng ta cần bán cái sự vui vẻ, bán cái sự nhiệt tình của mình trước khi bán hàng. Và cái cách mà dễ làm nhất là các anh chị vào trong một cái nhóm mới, nhóm bán hàng mới, các anh chị mua hàng của ai đó và sau đó là comment, có tâm. Đó, nhận xét thì mọi người sẽ thấy là a, à, ông Long là người thấy dễ thương, tử tế, đó và khi mà họ quan tâm họ hỏi rằng là ờ thế thì ông Long vào đây ông Long bán gì đó? Bảo bán khoa học ạ. À thế thì có thể à, ông nói chuyện dễ dễ nghe thì chắc là cũng cũng bán cũng cũng mua được ấy. mua thử, được không ạ? Thế Rồi kế tiếp chúng ta quay trở lại này, chúc một người bán cho 10 người. Khi mà chúng ta ở trong một cái group nào đó các anh chị thì lúc này á đến sinh nhật của group member á thì Zalo nó lại báo nó báo cho cả group. thì lúc này á chúng ta đã học ở bài trước rồi, chúng ta sẽ có quà cho cái khách hàng của mình và chúng ta chúc mừng sinh nhật. sau đó đăng cái quà tặng đó lên. và chúng ta đăng quà tặng lên thì là có chắc là cái người đó sẽ nhận quà của mình không ạ? À? không chắc nha, không chắc là người đó nhận. nhưng mà người khác nhìn thấy và cái người mua hàng rất nhiều khi là cái người khác chứ không phải là cái người có sinh nhật hay cái người mà chúng ta muốn tặng quà, đó. chúng ta lưu ý cái vụ đó vì vậy là mình sẽ nhớ lại cái bài trước để chúc mừng cho một người mà bán cho 10 người và như thế này nè là zalo cũng có thể tắt tên nhé các anh chị nha. tôi các anh chị thấy là thường thường á là mình đang bán hàng ở trên uh, facebook á thì mình đăng bài bình thường hay bài bán hàng đều có thể tắt tên. Thì ở trong zalo á khi mà đang bán á, nó cũng có tính năng tắt tên các anh chị ạ vì vậy nên là khi đã bán hàng trên Zalo cá nhân á, các anh chị sẽ tắt tên của đồng đội của mình vào người nhà người quen người thân đều được hết á tức là khi mà mình tắt như vậy để nhiều người thấy hơn chứ không có nghĩa là mình tắt tên ai thì người đó phải mua hàng của mình còn nhớ cái bài Facebook không ạ người like không mua người mua không like nếu mà anh chị nhớ cái phần này á thì comment đi ạ người mua không like người like không mua đó, comment lại cái 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 phần cái nội dung đó của bài lần trước và nó cũng giải thích đó là vì sao mà chúng ta lên uh, bán hàng thì uh, bán hàng online lần 20 tháng mới đầu lên là không có thắng liền đâu. Tức là cái người mà quen biết với mình uh, vô like ủng hộ thì những cái người khác bạn của họ, 500 anh em của họ nhìn thấy thì mua hàng của mình. Và những cái người mà biết hàng của mình mà mua hàng của mình á, mà không quen á thì họ cũng không có comment, không có like gì đâu. Họ inbox mình hỏi mua hàng thôi đó vì vậy nhắc lại ha là người like không mua người mua không like và Zalo cũng có thể tắt được thì sau này là chúng ta đăng cái um, cái bài bán hàng này để thực hành đó, đó. nhớ là Zalo cũng có thể tắt tên đồng đội